Thực phẩm có nhiều đường bổ sung không có giá trị dinh dưỡng, giống như thực phẩm có đường tự nhiên. Nguồn đường bổ sung chính là đồ uống có đường, đồ nướng, món tráng miệng và đồ ngọt. Đường không phải lúc nào cũng có hại cho bạn, nhưng quá nhiều đường bổ sung có thể gây hại. Đường có xu hướng được hấp thụ vào máu của bạn một cách nhanh chóng, gây ra sự tăng đột biến nồng độ insulin của bạn. Điều này có thể gây ra vấn đề theo thời gian. Đường bổ sung được coi là calo rỗng. Lượng calo dư thừa do ăn nhiều đường sẽ tích tụ thành mỡ thừa, gây tăng cân, tăng đường huyết và nhiều tác động tiêu cực khác đến cơ thể, trong đó có tăng acid uric. Đường bổ sung là một loại đường đặc biệt gây đau nhức cho người bệnh gút khi tiêu thụ với số lượng lớn. Khi tiêu thụ đường bổ sung vào cơ thể, một hợp chất hóa học được gọi là purin được giải phóng và phân hủy trở thành acid uric. Acid uric tạo ra các kết tủa có thể tích tụ trong khớp, dẫn đến các đơn đau khớp tồi tệ hơn. Nếu bạn ăn quá nhiều đường, cơ thể sẽ chuyển đường đó thành acid béo không có lợi. Thay vào đó, đường chỉ làm tăng mỡ ở đùi, cánh tay và hông của bạn. Ngoài ra, đồ ngọt chứa nhiều đường bổ sung. Khi tiêu thụ những thực phẩm có loại đường này sẽ làm tăng cảm giác đói, thèm ăn, gây ra tình trạng kháng leptin.